Xin chào tất cả các anh chị, chúng ta đã quay trở lại với kênh Lê Thành Tắng Official. Hiện nay thì bản thân Tắng cũng đã hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tắng cũng đang công tác ở tại dự án The Global City và Tắng sẽ thường xuyên làm những cái video chia sẻ cập nhật chuyên sâu về dự án. Và những video những lần trước Tắng đã có những chia sẻ cập nhật đến cho tất cả các anh chị về tiện ích, về những thông tin chi tiết tổng quan về dự án The Global City cũng như về tiện ích của dự án và đặc biệt là những sự kiện sắp tới diễn ra ở tại dự án The Global City gồm có những sự kiện nào để cho tất cả các anh chị chúng ta theo dõi. Và ngày hôm nay Tắng sẽ làm cái thông tin nó rộng hơn một tí, nó theo cái quy hoạch cũng vi mô của dự án, cũng như là các anh chị chúng ta cần những thông tin cụ thể hơn thì cứ vui lòng comment phía bên dưới video, Tắng sẽ cập nhật cũng như làm video cụ thể cũng như chi tiết nhất cập nhật đến cho tất cả các anh chị nhé. Và đừng quên là chúng ta like và subscribe kênh để mà luôn luôn theo dõi và nhận những video mới nhất từ kênh Lê Thành Tắng Official. Tắng sẽ cập nhật cũng như chia sẻ những thông tin kiến thức về bất động sản, đặc biệt là dự án The Global City đến cho tất cả các anh chị. Và ngoài ra nữa, những anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án nào thì đừng quên đăng ký kênh và comment phía bên dưới là anh chị muốn tìm hiểu về dự án này, em phân tích cụ thể cho các anh chị về thông tin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đó gồm những cái như thế nào đó, các anh chị chúng ta cứ vui lòng chia sẻ, Tắng sẽ cập nhật đến cho các anh chị mình sớm nhất có thể 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, nhưng mà bản thân Tắng nhất định là sẽ làm cho các anh chị nhé. Các anh chị mình an tâm, và Tắng chỉ làm chuyên về bất động sản thôi. Chính vì như vậy, cái kiến thức chuyên sâu về bất động sản Tắng nắm được và Tắng có nhiều kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì như vậy, Tắng hy vọng rằng có được sự tin tưởng cũng như hỗ trợ của các anh chị khi mà các anh chị mình trao niềm tin cho Tắng. Tắng sẽ cố gắng hết sức. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến với dự án The Global City, một phần khu rất là đặc biệt mà hiện nay đang triển khai bởi Matrai Home, được thiết kế bởi Foster & Partner. Đây là một đơn vị thiết kế hàng đầu của thế giới. Và sau clip này, Tắng sẽ có thêm nhiều clip khác nữa. Chính vì như vậy, chúng ta đang theo dõi cái dự án này thì vui lòng like và subscribe kênh để ủng hộ Tắng cũng như và đặc biệt có nhấn chuông nữa các anh chị nhé. Chúng ta sẽ có một cái chuông kế bên cái chữ đăng ký kênh cũng như subscribe á, các chị mình nhấn chuông vào để khi mà Tắng upload cái video lên thì các anh chị mình sẽ nhận được thông báo là kênh Lê Thành Tắng vừa mới cập nhật upload video có tựa đề là 1, 2, 3, 4, 5 đó, thì các anh chị mình chúng ta sẽ cập nhật của chúng ta xem được ngay và luôn. Và mời các anh chị chúng ta hãy theo dõi trên màn nhỏ để chúng ta cùng xem những thước phim cũng như những thông tin chi tiết về dự án The Global City. Và hiện nay flycam của chúng ta đang bay về hướng khu công viên City Park. Đây là công viên có quy mô 30 hectare, một công viên lớn ở tại khu vực trung tâm. Đây là công viên có tên gọi là City Park, được chủ đầu tư Matrai Home triển khai cũng như thiết kế xây dựng để phục vụ cho cư dân ở tại dự án The Global City nói riêng và cư dân ở tại khu vực này nói chung và cả thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự là có trung tâm ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có dự án rất là nhiều, thấp tầng có, cao tầng có, nhưng mà để triển khai một dự án, một khu đô thị có gọi là khu phức hợp, có đầy đủ những loại hình bất động sản, có đầy đủ về tiện ích, về mặt vừa ở, vừa thương mại, vừa phục vụ cho nhu cầu về ăn ở, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, ăn uống, cũng như là về nghỉ ngơi, không gian sống trong lành, tiện ích đầy đủ, thì thực sự là không có nhiều. Và đặc biệt là có trung tâm thương mại ở trong dự án nữa thì càng hiếm. Và có thể nói rằng trong vòng 3 năm, 5 năm hay là 10 năm tới thì ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì không có một cái dự án nào tương tự như dự án The Global City. Chính vì như vậy, Tắng xin chúc mừng cho anh chị chúng ta đã chọn mua ở tại phân khu Soho, cũng như là đã tin tưởng trong thời gian vừa qua, đã chọn những sản phẩm đẹp ở tại dự án này để mua ở cũng như để đầu tư các anh chị nhé. Và trong thời gian sắp tới đây, chúng ta sẽ triển khai 1 trong 2 khu thấp tầng, cũng như là cái video mà các anh chị chúng ta đang xem thì đây chính là 1 trong 2 khu thấp tầng sẽ triển khai trong thời gian sắp tới. Đây là phân khu 3 có tổng số lượng căn là 426 căn và chúng ta cũng thiết kế xây dựng là 5 tầng. Đây là sản phẩm biệt thự vườn. Và kế bên đó chính là 22 căn dinh thự đang sàn lấp mặt bằng. Đây là đoạn flycam Tắng vừa mới bay ngày hôm qua thôi, và ngày hôm nay Tắng edit cho các anh chị mình ngay luôn để tất cả các anh chị chúng ta có thông tin nhanh nhất về cái dự án này.
Dự án của chúng ta nằm ở 4 mặt tiền đường. Với cái phân khu biệt thự vườn này là tổng thiếu lượng căn là 426 căn, dự kiến triển khai vào cuối năm nay và cũng đang trong quá trình xây dựng rồi. Có những căn đã cắt nóc được từ các anh chị. Còn đây chính là phân khu Soho, là cái phân khu triển khai đầu tiên ở tại dự án The Global City. Và The Global City của chúng ta có tổng số lượng căn là 1.800 căn thấp tầng. 1.800 căn thấp tầng các anh chị, gồm có 3 phân khu thấp tầng. Một là phân khu Soho này, hai là phân khu 2, 3 là phân khu 3. Phân khu 2 gồm có 487 căn, còn phân khu 3 là 426 căn. Còn phân khu 4 thì chúng ta sẽ có 22 căn dinh thự vườn gì đó. Thì Tấn cũng vừa mới chia sẻ đến cho tất cả các anh chị. Thì ngoài ra nữa thì ở tại phân khu Soho này của chúng ta hiện nay đang có chính sách thanh toán rất là tốt và có giá bán rất là phù hợp. Tại vì nhà đã có sẵn rồi, nhà đã có sẵn rồi các anh chị, chúng ta có thể nhận nhà khai thác được luôn. Các anh chị mình chỉ cần thanh toán là 30% thôi. Chúng ta thanh toán giãn linh hoạt trong vòng 5 năm cho đến năm 2028 thì chúng ta mới thanh toán hết. Và hiện nay Flycam đang bay với độ cao là 150m để các anh chị chúng ta có cái nhìn cao hơn, tổng quan hơn một tí về cái dự án The Global City. Và những cái video lần trước thì Tấn có quay cũng như bay Flycam với độ cao trung bình khoảng chừng 30-40m thôi. Có đoạn thì Tấn quay có 20-25m thôi, như cái đoạn Flycam vừa rồi. Tuy nhiên thì bây giờ hôm nay thì Tấn bay cao hơn một tí để các anh chị chúng ta có những góc nhìn khác nhau. Và Tấn sẽ thường xuyên cập nhật như vậy. Nếu anh chị cư dân thì Tấn tin rằng các anh chị mình sẽ thích những cái video như thế này. Nếu mà các anh chị mình cần hỗ trợ gì thêm, các anh chị mình cứ liên hệ đến số hotline của Tấn nhé. Bản thân Tấn sẽ cập nhật liên tục đến cho các anh chị. Và Tấn có cái cộng đồng cư dân The Global City, Tấn sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như chăm sóc các anh chị mình ở trong đó. Nếu mà các anh chị mình cần thiết, Tấn sẽ lập ra một cái group Zalo. Tấn không có bán hàng trong đó, Tấn sẽ chia sẻ thông tin thôi. Nên là các anh chị mình an tâm, trường hợp các anh chị mình mong muốn làm một cái Zalo, Tấn sẽ làm một cái Zalo để chia sẻ cũng như cập nhật hỗ trợ các anh chị nhé. Đảm bảo là không có bán hàng đâu, nên các anh chị mình cứ an tâm. Tấn nói là Tấn làm, nên các anh chị mình cứ an tâm là ở tại dự án The Global City này, Tấn sẽ đi xuyên suốt với tất cả các anh chị đã quan tâm, tìm hiểu cũng như đã chọn mua. Dù là mua cho Tấn hay không mua cho Tấn thì Tấn sẽ chăm sóc các anh chị mình chu đáo nhất có thể ở tại dự án này. Và ở tại phân khu Soho này là phân khu đầu tiên. Chính vì như vậy trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều phân khu khác nữa. Ví dụ phân khu thấp tầng tiếp theo mở bán, phân khu cao tầng tới hơn 8.000 căn lận. Chúng ta có 6 trường học quốc tế, chúng ta có trung tâm thương mại trong dự án này. Và Flycam của chúng ta đang bay với độ cao là 150-170m. Và cái đoạn này là 190m2 là các anh chị, thắng bay gần 200m2 để cập nhật đến cho tất cả các anh chị. Thì các anh chị mình còn chần chờ gì nữa mà không like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Tấn đúng các anh chị. Tấn làm rất là tâm huyết để chia sẻ đến cho tất cả các anh chị mà. Các anh chị mình ủng hộ Tấn nhé. Flycam của chúng ta đang bay với độ cao gần 200m. Và bây giờ thì Flycam của chúng ta đang bay hướng về đường Đỗ Xuân Hợp. Đường Đỗ Xuân Hợp có chiều rộng là 30m, nối từ phía bên này đó chính là đường Nguyễn Như Trinh. Còn phía bên trên trái đó chính là thị thẳng cuối đường, đó chính là ra với ngã tư Bình Thái. Đường Đỗ Xuân Hợp này có những căn mặt tiền đường rất là đẹp. Hiện nay đang có giá từ 47 tỷ một căn. Các chị chúng ta vừa khai thác cho thuê để ở kinh doanh gì cũng rất là phù hợp, rất là thuận tiện các anh chị. Và Flycam của chúng ta đang quay về hướng những cái khu phân khu sẽ triển khai mở bán trong thời gian sắp tới. Ví dụ như căn hộ này, chúng ta sẽ có tòa City 7, City 8 và City 9 mà chúng ta sẽ mở bán trước. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm thấp tầng, ví dụ như là dãy lên phân khu 2, phân khu 3. Phân khu 2 thì có tổng số lượng căn là 487 căn, còn phân khu 3 là 426 căn. Thì chúng ta sẽ tiến hành triển khai mở bán song song với những sản phẩm cao tầng. 120 khu thấp tầng này sẽ triển khai mở bán thì Tấn sẽ cập nhật cụ thể cho các anh chị. Và vừa rồi là những thông tin tổng quan cũng như là chi tiết về dự án The Global City, có tổng quy mô là 117.4 hecta, với mặt độ xây dựng chỉ có 28% thôi. Và những clip tiếp theo Tấn sẽ cập nhật cũng như là chia sẻ cụ thể hơn về dự án này. Ngoài ra có những cái đoạn video về 360 độ nữa, tức là tổng quan cái dự án ấy, Tấn sẽ cập nhật cho các anh chị nhé. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo từ kênh Lê Thành Tấn Official. Xin chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và mua thêm nhiều bất động sản cho công việc của các anh chị.